Vâng, em Thảo Đồ Làm Vườn gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Một video ngắn về cái bộ cưa top của đơn vị em mới về. Và em cũng muốn chia sẻ sâu sắc tới các bác về cái dòng cưa này. Thì nếu như các bác mà đã theo dõi kênh của em thì các bác biết với cái bộ cưa hôm nay em đưa tới các bác, bộ cưa gấp này, chắc phải gần một năm nay hôm nay em mới đăng tải. Bởi vì đây nó là cái hàng nhập khẩu rất chi là khó về. Và để làm như nào các bác chọn được một chiếc cưa loại 1 thì hôm nay em sẽ đăng chọn bộ top từ dòng 10cm cho tới dòng 35. Một bộ đầy đủ hết các bác nhé. Và bộ cưa này nó chỉ đứng sau cưa Nhật thôi. Cái chất liệu nó sẽ sắc bén ngang ngửa với cưa Nhật nếu như các bác mà đã dùng rồi. Đấy, và em sẽ quay chi tiết đầu tiên là cây 16cm. Cây này các bác có thể vừa làm vườn, vừa làm cây cảnh. Và với mỗi một chiếc top thật thì các bác hãy chọn một địa điểm uy tín nhé. Rất nhiều bác bảo em là đây, ví dụ như cây top này, các bác bảo tôi mua có hơn 100, tôi mua 200, tôi mua 250. Đấy, nhưng mà với một cái cưa top này nó rẻ nhất thì có loại chỉ có 80.000 đồng thôi các bác ạ. Đấy, nhưng mà đơn vị em giá của nó là bao nhiêu, một chút em sẽ báo giá từng cây một để các bác mình nắm bắt được. Đấy, đầu tiên là cái cây cưa top 16cm để các bác nhé. Thì em cũng chia sẻ luôn, đối với cái hàng công ty, hàng nhập khẩu ấy, bán là để giao lưu với các bác, để các bác nhà mình lựa chọn những cái hàng loại 1. Đấy, và cây cưa top này ngày hôm nay giá của nó sẽ là 250.000. Cây cưa 16cm, tay đỏ, hàng top loại 1 chuẩn nhập khẩu các bác nhé. Đấy, nếu như các bác mà nhận hàng hãy kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Đấy, và đã đến với đơn vị em là các bác đã chọn được một shop uy tín, kể cả về chất lượng và cũng như là tên thương hiệu, xuất xứ ở đâu, em sẽ nói rõ để các bác nhà mình được biết. Một cây đầu tiên nhá. Và tiếp tới là tới cây thứ hai. Vào bộ cưa hôm nay thì các bác biết không, cái cây bé này nó sẽ là cây đắt nhất này các bác, đắt nhất trong tất cả cái chỗ cưa này luôn. Đấy, và tiếp tới là tới cây cây này, nếu như các bác mà đi ghép cây mà các bác không biết tới cái cây này thì tiếc lắm. Cây này các bác mà đi ghép vải, ghép nhãn, đi ghép một vườn độ hàng nghìn cây nhá, nếu các bác hãy hỏi các bác ở trên Phú Thọ, chắc chắn là bác nào cũng biết tới cây cưa này của đơn vị em. Dòng 25cm, lưỡi thẳng không gấp. Đấy, con này nó gọn nhẹ, sắc bén và dễ sử dụng. Con này thì đơn vị em đang gửi tới các bác, giá của nó sẽ là 280.000 trên một con. Dòng 25cm các bác nhá. Đấy, con này con 25 này. Đấy, và tiếp tới là con này. Con này cũng là dòng 25cm nhưng nó sẽ là dòng cưa gấp các bác ạ. Đấy, con này thì tay vàng này. Con này thì các bác sử dụng rất chi là gọn. Đấy. Và hôm nay thì tất cả những cái mẫu cưa này thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc các bác nhé. Thì con cưa top 25cm cưa gấp tay vàng này em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 300.000 trên một cây. Đấy. Và cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc khi các bác đặt hàng. Một chiếc cưa top chất lượng như này. Đấy, các bác hãy lưu ý nhé, loại top này trên thị trường sẽ có rất nhiều hàng nhái và hàng giả. Đấy, nhưng mà đối với đơn vị em thì sẽ đưa tới các bác hàng loại 1, đảm bảo và bảo hành luôn các bác ạ. Đấy, và tiếp tới là cây 24cm. Cây 24cm tại sao lại đắt hơn bình thường rất chi là cao các bác ạ. Đây, hàng Trang Long. Với cái dòng cưa top này thì nó sẽ có tên đặc thù. Cái này nó sẽ là vân xước các bác ạ. Cái lưỡi cưa nó sẽ dày hơn. Cái này thì nó có độ bền rất chi là cao. Và nó là thuộc hàng lồi đồng cối đá, khi các bác dùng không cần phải rũa nhé, sử dụng lâu năm luôn. Con này con 24cm này nó sẽ khác hoàn toàn so với chiếc kia. Thì cái này giá của nó đang là 350.000. Đấy, và em Thảo cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé, 350.000. Đấy, và tới cái cưa 35cm. Một cái dòng cưa làm vườn mà chắc chắn bác nào cũng ao ước để chọn một chiếc cưa chất lượng. Đấy, một chiếc cưa chất lượng là thế nào? Đây, với ví dụ như chiếc này các bác mua ở ngoài chợ có chiếc chỉ có đến 80.000 đồng thôi. Nhưng mà cái này nó phải có tới hàng 5-7 loại các bác nhá. Đấy, cho nên là cũng rất mong là các bác hãy tham khảo thật kỹ. Đối với các bác mua rồi thì các bác vẫn gọi điện tới bán cho tôi cây top 35. Và cũng không quan trọng là giá của nó là bao nhiêu, bởi vì các bác cũng đã mua quen rồi. Còn với các bác mà lần đầu tiên khi xem, các bác hãy quan sát một cây top loại 1 nó phải chuẩn như thế này, Trang Long. Đấy, và cái bản lưỡi của nó nhìn rất chi là khôn mắt, lưỡi cưa đều và thép rất chi là dẻo luôn các bác ạ. Đấy. Đấy. Và với con top 35 này thì hôm nay đơn vị em đang gửi từ các bác giá sẽ là 320.000.
Tuy các bác mua đắt một lần nhưng các bác sử dụng không bị mệt mỏi. Bởi vì với một chiếc cưa cùn các bác cưa nó chai hết cả tay ra mà rất chi là mỏi mệt. Nhưng mà với con này cưa ngọt sắc lừ luôn. Cũng rất nhiều video đi test thử cho các bác xem rồi đấy. Đấy, các bác có thể mua lưỡi rời nhá. Đây là cái lưỡi rời này. Lưỡi rời này thì khi các bác mua một lưỡi là 200.000 một lưỡi. Đây là một lưỡi này. Đấy, nếu như các bác mua kết hợp một cưa và một lưỡi này thì giá của nó sẽ là 500.000 trên một bộ như thế này. Em sẽ miễn phí ship các bác nhá. 500.000. Đấy. Và cuối cùng là tới con cưa top 10cm. Con cưa top làm cây cảnh. Tại sao mà nó đắt thế? Rất chi là đắt các bác ạ. Con này giá của nó đang là 400.000 trên một con. Đấy, và em sẽ miễn phí ship một dòng cưa làm cây cảnh siêu bền, cắt có độ mịn cao, rất chi là nhẹ và ngọt. Đấy, bác nào chưa thử thì hãy thử ngay con cưa top 10cm này. Dòng cưa chất lượng loại 1 luôn. Và ở bộ cưa top hôm nay thì chắc chắn là các bác đã lựa chọn ở một cơ sở uy tín rồi, chuyên về dụng cụ làm vườn. Các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để ủng hộ những cái video tiếp theo của đơn vị em qua những đoạn clip ngắn như này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại.